Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin chào chào quý vị và sau đây được một nói chuyện gì chúng tôi với ký giả Đoàn Trọng từ miền Nam California. Xin chào quý vị và chào anh Đoàn Trọng thưa anh. Vâng, xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam và đặc biệt là anh Nguyễn Xuân anh Xuân Nam. À, thưa anh Xuân Nam là chắc lẽ mấy ngày qua chúng ta không gặp nhau ha. Kể từ ngày hôm nay thứ tư, thứ ba, thứ hai, chủ nhật, thứ bảy và thứ sáu. Đây là một cái thời gian có thể nó cũng dài mà mình không có cơ hội gặp gỡ nhau trên cái làn sóng truyền hình này. Hôm nay thì chắc là anh em chúng ta cũng có nhiều điều để trao đổi với khán giả qua cái buổi trưa hôm nay tất cả. À, cái điều mà chắc mọi người muốn nói đến là cái phiên tòa ngày hôm qua. Cái phiên tòa hôm qua không hiểu tại sao cái sức hút của cái bà Stormy Daniel này lại là cuốn hút nhiều người đến như vậy. Thế thì ở trong cái giai cấp nào, trong cái thành phần nào trong xã hội cũng đều có một cái sức quyến rũ những người theo dõi cái chuyện của mình phải không à, từ anh Xuân Nam? Đâu có cần phải những vị cao học giả hay là những vị chân tu hay là những người làm từ thiện giàu có nhiều, tất cả mọi người. Đến bây giờ thì chúng ta thấy cô Stormy Daniel lại được nhiều người quan tâm đến mà không biết cái sự việc này nó diễn ra như thế nào. Tôi tôi nghĩ rằng cô hấp dẫn bởi vì hai thì chú ý. Có, yeah. tiếng, tiếng trong Phật giáo nó có chữ cộng hưởng đó ví dụ như nếu mà cô dính một người nào khác không phải động trung thì có thể sự chú ý nó không bớt đi vâng yeah. thứ hai nữa là người ta muốn xem chung nghe dung nhan một cô mà ông tỷ phú đó đã trung như thế nào người ta muốn so sánh với cô ở cùng mà ra nhà trung là sao chuyện đó chuyện hay chuyện xe các chó cho cái xe nữa thường à. tình tiền tu tự tử là những chuyện mà rất <laughs> thu hút chú ý anh à, thấy những tờ báo Sài Gòn trước chín năm nếu tôi còn nhỏ lúc đó tôi còn thanh niên rồi tờ báo Từ Sài tình, Gòn mới này tình, tình, rồi báo tự do này chính luận này à. tình tiền tu tự tử nên thì nó là cái chuyện rất là dược gần ừ. thu khán giả độc giả rất là kinh hoàng do vậy ừ. tôi nghĩ nó cộng hưởng nhiều yếu tố để cho cái vụ án này nó nổi tiếng Thưa anh, trước khi mà chúng ta bàn tất cả những cái chi tiết diễn ra trong cái cuộc gọi là táo đụng đình ở ngay tại New York này thì chúng ta phải nói tôi muốn đề cập đến một cái vấn đề đã đến lúc xã hội chúng ta có một cái tầm nhìn với con người khác hẳn tất cả những gì mà thế hệ trước chúng ta đã nhìn. Nhìn qua một cái cô đào mà chúng ta báo chí đều đề ra là cô đào khiêu dâm. à Nhưng đối với cái giá trị và việc làm người ta đến bây giờ xã hội họ rất phóng khoáng, không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa như ngày xưa trong cái xã hội chúng ta còn đặt nặng cái vấn đề đó rất nhiều. Đây cũng là một cái vấn đề để cho chúng ta hiểu được gần cần nên thay đổi cái quan điểm mà có thể nó cũ kỹ của chúng ta. Bây giờ chúng tôi không muốn dài dòng thì giờ cái phiên tòa ngày hôm qua thì chúng ta chú ý đến cái gì? Đặc biệt nhất là lần đầu tiên xuất hiện của một nữ nhân vật Mà cách đây 20 Từ năm 2006 đến bây giờ Tuy nhiên là 18 năm Đã có cơ hội gặp một người nổi tiếng Tỷ phú có tiếng tâm Ở tại New York đó là Donald Trump Trong một cái buổi đánh góp Ở tại Lake Tahoe Và sau đó họ Hai người đã có những cái cuộc gặp gỡ với nhau Lẽ nhiên chúng ta không tin ai Và cũng không có thể nói bác bỏ ai Vì hai người này họ có cái quan điểm khác nhau khác điểm khác nhau là ở đây là gì là vấn đề bà Stormy Daniel nói có sự gọi là hoan lạc tình dục giữa hai người trong cái buổi gặp gỡ nhưng mà ông Donald Trump thì lại nói không có cái chuyện đó thì chuyện hiện nay đưa ra trước tòa nhưng cái điều này không có nghĩa rằng là chúng ta nói đến cái vấn đề có hay không có nhưng mà chúng ta nói đến về những cái giây phút căng thẳng những cái chi tiết nhạy cảm chung quanh việc đã bùng lên vào ngày 7 tháng 5 ngày vừa qua khi Bà Daniel lần đầu đối mặt với ông Trump trong một cái tòa án phán xét về cựu tổng thống Hoa Kỳ. Lại nhiên chúng ta phải nói đến cái cái vấn đề trang sức uh, trang sức của cái cô uh, Stormy Daniel rồi thì đây là cô là một trong những cụ ngôi sao phim người lớn, chắc quý vị cũng biết phim người lớn là phim gì rồi. Mang quần áo đen rộng thùng thình, tóc búi cao và không nhìn ông Donald Trump nhà, không nhìn cái người đã đi qua với mình một đêm hay là một giờ hay là một tháng là đại khái như vậy. Nhưng lúc bà được yêu cầu thì bà mới nhìn qua mà thôi à, bà đã dành lớn thời gian trên bục để bà kể lại cái gì bà kể lại sự quan hệ tình dục mà bà cho rằng đã thực hiện với ông Trump wow wow trong khi đó thì việc cựu tổng thống của chúng ta như thế nào nếu như nói theo lời của ông cựu tổng thống Donald Trump thì là một người bị hàm oan một người bị vu khống những chuyện không nói có À, đó là lời của ông cựu tổng thống Donald Trump vì sao vì ông đã lắc đầu và ông thậm chí ông còn chửi thề khi đối mặt với tất cả các bằng chứng của bà Daniel đưa ra theo biên bản của tòa án thì tất cả những hành động này đã khiến ông thẩm phán đưa ra một cái cảnh cáo thêm một lần nữa đối với ông cựu tổng thống Donald Trump trong quá khứ thì quý vị đã biết rằng ông cựu tổng thống Donald Trump không phải ra tòa về cái tội quan hệ tình dục với là bà Stormy Daniel. Nhưng mà ông ra tòa với một cái đối mặt 34 tội danh tất cả về cái việc làm giả hồ sơ kinh doanh. Những tội danh này, đây là cái vấn đề chính mà có Stormy, Stormy Daniel nổi bật lên, là những cái tội danh này nó xuất phát từ một cái cáo buộc rằng ông Trump đã che giấu khoản thanh toán tiền 130.000 USD cái tiền này gọi là gì? Gọi là cái tiền bịt miệng mà ông trả cho bà Daniel để giữ im lặng về vấn đề quan hệ tình dục giữa hai người. Thế tại sao lại nó không có mà phải trả tiền đấy làm gì? À, cái này cũng là một trong những vấn đề. Liệu ông có biết cái vấn đề trả tiền này không thưa anh Xuân Nam? Trả tiền cho cô Daniel nếu tôi là một người tôi không dính dáng đến này khi ai trả anh tôi không có chuyện gì anh trả tiền cho tôi. tôi nói anh Nam mắc mớ gì anh trả cho tôi tôi không có chuyện gì hết mắc mớ gì anh trả anh chi vậy? Vô lý quá vậy? Thưa anh có đúng không thưa anh Xuân Nam? tôi thì tôi tôi, tôi có góc nhìn thì cũng thích cười lắm tôi à. đã, tôi rất là enjoy cái câu chuyện này ừ. tôi coi thử ông Trump á ông nói dối đi cỡ nào ủa ừ, như vậy là anh nhìn nhận là dưới cái mắt nhìn của anh anh có nghĩa rằng là ông donald trump đã có gian hiếu tình dục có liên hệ tình dục với bà này tất nhiên mình không đi vào chi tiết có nhiều bởi vì nhưng mà tôi chỉ có một câu chuyện này thôi tôi cho ví dụ ừ. ở Trump organization ông trên lầu bao nhiêu đó thì ngay văn phòng chính của ông Thì cô thư ký của ông Ra gặp thấy cô Stormidero ngồi đó ừ. chờ, gặp, chờ gặp ông Trâm Thì Cô nói ngay nè Bây giờ bộ cô gái đang chơi Mà đến văn phòng của anh tìm Rồi tôi cũng gặp ông Trọng Bề bàn Về vấn đề đó Vấn đề tiền, bạc này nọ cái khác Thì anh nghĩ anh yêu cô ở nằm qua chưa ừ. Không có cớ gì thì cô đến văn phòng của anh để kiếm anh làm cái giống gì à yeah. mà nó không nhiều, biết nó 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 nhiều chuyện bước đồ cái thứ hai nữa vậy cái cái khoản tiền mình legal expense trong hồ sơ kế toán của trung organization thì trả cho ai vậy Tommy Daniel thì trả cho ai vậy cho, nên, Đã, cho vậy, cái, trả cho cái, Michael cái, Cohen trả cái, cho Michael cái thú vị này là không phải đi chứng minh chung có tội không có tội có, tội, có nào, ăn nằm mươi cô không tôi không quan tâm chuyện đó mà tôi thú vị ở cái chỗ là tôi đang coi trong trong đối phó một một chuyện này như thế nào ừ. và tòa với chúng ta ra sao ừ. phía, phía 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 mà đối lập với chúng ta như thế nào và như vậy cái kết quả như thế nào cái đó nó thú vị hơn là chuyện có hay không có chị không có ở chuyện... đây thì không nói vấn đề có hay không có thêm phương Nam nhưng mà cái vấn đề chính là cái vấn đề nếu ông không mà nói có mà nếu nói có mà nói không thì lại đi đến một cái tội là là gọi là nói láo nói dối mà cái nói dối thì lại đưa đến những cái ảnh hưởng rất khó khăn cho mình để bào chữa cho chặt cái tội danh của mình. Căn câu tôi nói chuyện với người bạn thì uống cà phê hả đó, ông Nam ơi. ông nghĩ ông Trâm có, có 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 biết nói thật không? Nghe à, <laughs> có Ông hỏi là câu hỏi, hỏi thôi. Ông Nam ông, ơi, ông, ông, ông nghĩ ông Trâm có biết nói thật không? Tất nhiên chuyện Trâm nói dối, đó, chuyện chuyện hả, chuyện thường xuyên có gì lạ đâu? Không. No nhưng mà thường xuyên là một chuyện nhưng mà nó ảnh hưởng đến một cái vụ án của mình thì nó rất là lạ chứ thưa anh. À, cái nói dối thì tôi đồng tình tôi không biết là có nghĩa là cái quan điểm của mọi người ấy. nhưng mà cái nói dối ở đây ở trước tòa án khi mình đã đưa tay ra thề thì nó rất ảnh hưởng đến cái tương lai sự nghiệp và cả cuộc đời đó của mình Đó là vấn đề. Đó là. Đó là. đấy là vấn đề chúng tôi muốn nói. Anh khai dối thủ thề, ừ. cái đó mới chết. Thế đấy thì đi điều tôi muốn hỏi anh thế một ông tổng thống một ông tỷ phú một ông có một cái gọi là cái quá khứ oai hùng lẫy liệt với 70 triệu người của Maga luôn luôn lúc nào cũng đứng sau lưng tiền hô hậu ủng gia đình thì có thể nói là lớn nhất cả và cái toàn cầu này thế tại sao mà có thể không ở bộ ông không biết cái điều đó sao quá biết đi chứ bao nhiêu trung quanh ông biết bao nhiêu luật sư thế tại sao người ta challenge mà thách thức như vậy thì cũng có thể rằng nhiều khi cô kia nói dối mà ông không có nói dối cũng có sao <laughs> <laughs> nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề Việc trước tiên đúng như anh nói Ông Trump hôm qua đã không Trước đây cũng vậy Mà như hôm qua ở tại phiên tòa Thì ông không có nhận tội và phủ nhận việc quan hệ tình dục Dù ông thừa nhận với luật sư của mình là Michael Ông thừa nhận rằng Ông Michael Cohen hơn luật sư của mình Đã trả tiền cho bà Daniel Để giữ im lặng về những tuyên bố của bà Đấy Ông không có sự việc đó Nhưng mà ông phải nhìn nhận rằng là Cái luật sư của ông á Có trả tiền đó Thế thì bây giờ tôi hỏi anh một câu như vậy. Anh cũng là người boss, cũng có một vài người làm việc dưới quyền của anh chứ không phải là tôi không nói. Nhưng mà một khi một cái người nào đi trả tiền tầm 7, tầm 3 cho anh lúc đó rồi anh anh không có đi trả tiền cô thư ký nào dưới văn phòng trả tiền cho anh. Rồi anh cũng để vậy luôn hay là anh đuổi cô đó đi chứ. Anh không làm mà mắc mớ gì đi, tàu lao vậy, làm mắc tiếng vậy. À, thế tại sao ông không <laughs> làm điều đó với là ông Michael Cầu Hình? Đó là câu hỏi chúng tôi cũng muốn nêu ra sáng này nó nó nếu tính về bằng chứng thì nó nhiều thứ mà tôi nói cái cái vấn đề còn lại hiện nay là không quay chuyện bằng chứng cái mà tôi thích thú phiên tòa này nhất là coi từ cái đối phó nhau giữa ông Trùm về trong đó ông Trùm và những trước những sự thật ông đối phó như thế nào trước trước những bằng chứng rất là kinh hoàng vậy ông chối ông chối ra sao tôi tôi cho ví dụ này cái những cái video của ông Michael Cohen cũng đưa ra. Ông ừ. Michael Cohen thu lén những cái video đó nữa. Như những cái audio thu lén bao giờ đưa ra trước, trước, tòa. Chối được nào chúng ta khoa thử. Nếu mà thật sự ông Trump mà qua cái đoạn đầu này tôi nghĩ nên chúng ta nên cúi đầu khâm phục một tài kinh hoàng của trên trái đất này của Donald Trump. Chỉ vấn đề tôi lo lo ngại thế này. Cho dù anh đưa ra gì nhưng trong 12 người mà jury đó bộ thẩm luận ừ. mà chỉ có cần phải trong cái vụ án hình sự thì phải có cái đi là toàn bộ 100% đồng ý là cái tội ông Trump thì ông Trump có tội mà chỉ có một người nào đó mà không cái tội thì coi như phiên tòa thì hủy bỏ đúng như là phải là đồng ý hết tất cả 12 vị có một thì trong cái đó người. ông tôi cho là ông Trump ông thoát đó cái cửa đó là không có là một cửa mà tôi nghĩ là có thể xảy ra tại vì trong 12 người làm sao không biết có người nào có những người tại vì lúc mà bắt đầu tuyển bộ thẩm đoàn vô đó thì có một người cuồng trung giả dạng để chạy vào trong đó chạy vào trong một bộ đoàn mà nếu mà không phát hiện được nhân vật đó thì chỉ đơn ra lúc mà đâu lúc mà phán phán quyết có tội không có tội đó ông chỉ cần một nhân vật là phán quyết là không có tội là tự dưng trung song hàng alô do ừ. vậy nó còn nhiều lý do cho ông thầy ông Trump thoát ra khỏi tội vì lý do siêu ri cũng có thể có. <laughs> Nhưng có một điều tôi cũng muốn chia sẻ với anh sáng nay là bà Stormy Daniel đã kể những cái chi tiết khi hai người gặp nhau. Thì những cái chi tiết này nó khủng khiếp đến mức là tất cả các luật sư của phía ông Trung đã nhiều lần yêu cầu tòa phải hoãn phiên tòa. Bà nói chi tiết gì? Anh? Vâng. À, như là bà nói rằng là ông anh bệnh áo quần ông nói chuyện với về, về cái vấn đề bà liên hệ giữa bà ông với là bà người vợ của ông vừa mới là, sinh ra đứa con giường, hả? Dạ, yeah, không ngủ trong giường không ngủ trong phòng thì những cái sự kiện đó thì <laughs> kể cả những khủng khiếp đến lúc mà ông thẩm phán McCain đó, ông đã thừa nhận và có một số điều lẽ ra không nên nói thì tốt hơn nhưng nếu ông đã biết như vậy tại sao ông không ban cái bà này liền không cho được nói như vậy bảo cứ để cho bà nói là sao ừ, tại vì chứng cứ anh Hả? Để chứng tỏ là, <laughs> họ cái đó chứng tỏ là gì họ là có thân thiết đến cái mức mà chuyện chăn gối của vợ chồng lại đi kể cho người đàn bà thứ 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 ngoài nghe đồng thời ông ông Chấn án ông thẩm phán ông cũng cảnh cáo cái các tất cả các công tố viên không nên yêu cầu những cái chi tiết cụ thể có tính chất cá nhân như vậy tôi cũng đồng ý như vậy là tại vì những cái chuyện nó nói ra làm gì cái vấn đề ở đây <laughs> là có hay không có cũng chưa hẳn là cái vấn đề quan hệ tình dục với nhau nữa. Nhưng cái vấn đề ở đây thì tại sao có vấn đề trả tiền như vậy? Và tại sao cô nhận tiền cái điều đó là chúng tôi muốn nghe nói. À, nhưng mà lại càng thích thú hơn khi nghe nói chuyện Mới đi mà Stormy Daniel đến trong sau cái lời mời <laughs> của một người <laughs> một người Badiga thì họ đến mời để đi tới ăn tối với ông Donald Trump thôi. Cái khởi điểm của vấn đề hôm qua tôi thấy không nói là vấn đề đó cái sự việc nó đã có tính cách gian dối từ lúc đầu. Tại vì mời từ cái sân góp đến để tối này có cái buổi ăn tối với Donald Trump. Nhưng mà không nghe cái chuyện đó và tối hai bên thì lại tới cái đó không phải ăn tối nữa mà không biết ăn gì nữa. Ăn à, đó là... <laughs> <laughs> tôi không biết. Cái đó tùy ăn thôi. <laughs> Nhưng mà có một vài vấn đề Thế tại sao phải đưa ra những cái vấn đề cá nhân như vậy? Cái điều đó nó ảnh hưởng dai dặn trên đầu óc của một người vợ. Tôi thấy cái điều này nên cẩn thận về vấn đề này. Tại sao cái vấn đề giao hợp giữa hai người mà còn đi lên mà có thể nói rằng là không dùng bao cao su? Cái chi tiết đó để làm gì? Anh thấy không? Việc bà đã đánh ông Trung bằng cái cuốn tạp chí về những cái lời khai của ông Trung về vợ cũ thì nếu như một người ông nói, no, tôi đến đây để đi ăn tối với ông, tôi không muốn nghe chuyện cái chuyện bên gia đình của ông. Tại sao lại nói chuyện đó với tôi? Thậm chí bà phải lấy một cái tờ tạp chí đánh vào số lưng của ông. À, đó là những cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy. Bây giờ thì chúng ta mới thấy được cái phiên tòa hiện qua ngày hôm qua đã phát hiện ra một cái thế giới ngầm gồm tất cả các tòa soạn của những cái nhà báo lá cải trước đây. À, thì các luật sư Hollywood mà trong số đó có bà Daniel thuê để dàn xếp cái khoản tiền bịt miệng. Liệt bà Daniel dàn xếp là một vấn đề, nhưng liệu mình có chấp nhận để làm cái vấn đề gọi là sử dụng mà chi cái số tiền này để bịt miệng hay không? Đó là vấn đề kết quả của cái vấn đề vụ án. À, anh, anh thấy, đấy, <laughs> thì khi lúc mà đưa ra cái vấn đề gọi là các báo chí đưa ra rồi nhưng mà các luật sư Hollywood này cũng, cũng trong một mà một trong số đã đó được bà Daniel thuê để dàn xếp thì cái người luật sư mà của bà Daniel thế là dàn xếp để nói về cái dàn xếp khoản tiền bịt miệng nhưng mà cuối cùng là bà đã bị thua à, có lẽ nói rằng là cái ngày hôm qua những cái lời khai của bà Daniel đã bước đi một bước quá xa đối với đội ngũ bào chữa của cựu tổng thống Donald Trump và bây giờ thì chúng ta nói đến nhân vật chính đó là Donald John à thế donald john trump hôm qua lần đầu tiên khi nghe những cái lời khai mà có thể nó chưa có ai dám đụng đến mình ở công khai trên toàn thế giới đều biết đến thì thái độ của ông trump như thế nào việc trước tiên ông trump có lắng nghe khi bà daniel kể chuyện hay không À, chúng ta đã... Ngay từ lúc đầu thì các luật sư của ông Trump đã tìm cách yêu cầu thẩm phán Macken hạn chế những cái gì công tố viên có thể nói bà Daniel về các cáo buộc quan hệ tình dục đã diễn ra vào năm 2006. Lúc đó thì số tuổi chênh lệch giữa hai người là 27 tuổi. Ông Donald Trump vào thời điểm đó 60 tuổi và bà Stormy Daniel mới có 33 tuổi. Bà ở đâu? Mới có 23 tuổi chứ. 23 tuổi thôi. Mới có 23 tuổi. Đúng rồi, 23 tuổi. Tranh lệch nhau 27 tuổi. <laughs> những cái sự việc này chúng ta cũng cần nên biết thêm là cái đấy không phải là lần đầu tiên bà Stormy Daniel chia sẻ tất cả các chi tiết về quan hệ tình dục giữa hai người mà bà nói là đã thực hiện cùng ông Trung từ khi mà thỏa thuận bịt miệng được đưa ra ánh sáng. Bà đã kể câu chuyện này nhiều lần. Trước khi mà có những cái <laughs> mà bà thực hiện cái vấn đề quan hệ tình dục với ông Trung nhưng sau đó thì có một cái thỏa thuận bịt miệng được đưa ra ánh sáng và bà đã kể câu chuyện này trên làn sóng truyền hình quốc gia à, trong một cái bộ phim tài liệu do một cái nhà báo truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ trong cái cuốn sách gọi là Full Disclosure đây là cái tiết lộ cái chi tiết toàn bộ đưa ra đó à, nhưng mà cái lần đầu tiên bà chia sẻ cái câu chuyện này thì bây giờ chúng ta đặt cái vị trí nhưng lần trước bà nói riêng một mình thôi nhưng bây giờ thì bà ngồi bên cạnh đó là có đối tượng của bà đã cùng có thể nói trong đời một lần theo như lời của bà Stormy Daniel đã chia sẻ chăn gối. À, bà ngồi cách ông Trung chỉ có vài bước thôi. Đến độ mà công tố viên hỏi bà có biết cái người ở đây hôm nay có ông Trung Bà đã chỉ bên kia, có ông Trung bên kia. <laughs> à, Tuy <tự> nhiên là <laughs> cái phiên tòa buổi sáng hôm qua thì bà Daniel đã tỏ ra có vẻ lo lắng thường. Bà nói nhanh đến mức cả cái lúc mà Công tố viên cũng giống như luật sư yêu cầu bà nói chậm lại. Đặc biệt nhất là công tố viên uh, Susan Hoffinger và thẩm phán Michael uh, ông uh, Mockern đã đến yêu cầu bà chậm lại. Đôi khi một số chi tiết trong cái lời khai của bà Daniel đã lọt ra khỏi cái sự giám sát của bà uh, Hoffinger, người đã nhận cảnh cáo nghiêm khắc từ thẩm phán để kiểm soát nhân chứng tốt hơn. À thật là cũng là có một vài vấn đề người ta Man thế bây giờ câu hỏi đặt ra tại vì người ta thấy rõ ràng rằng là tại sao cái phim người người tại sao phim người lớn cái người mà diễn xuất này đưa mắt nhìn về bồi thẩm đoàn khi kể về lần đầu ông gặp Trung tại một cái giải góp cho người nổi tiếng vào năm 2006 bà nhớ lại lời ông Trung đã mời bà đi ăn thế bà nhớ lại lời mời của ông Trung là mời bà đi ăn thì khởi đi những cái việc này nếu bồi thẩm đoàn lắng nghe tất cả những sự việc để biết được thì cái đánh giá đầu tiên đây là một cái trap. đây là một cái nói dối hoặc đây là một cái cảm xúc mãnh liệt do cái vấn đề gọi là người đẹp của một cái chuyên đóng phim khiêu dâm đã không ngăn cản được những cái sự lời hứa của mình lúc ban đầu thật tại mời đi ăn mà Nhưng cái chuyện đó không ai cấm giờ đi ăn hay làm gì nhưng thực tế là không có bữa ăn diễn ra mà chỉ có một bữa ăn diễn ra trên giường mà thôi wow wow ừ thực tế thì phía bà Daniel thì người ta lại đặt gọi thế thì bà lần đầu tiên chưa bao giờ biết ông Donald Trump thế tại sao bà cái lý do gì hấp dẫn mà nó mời cái đi liền vậy à bà cho biết rằng là, là ban đầu bà không muốn nhận lời nhưng cái người đại diện đã khuyến khích đã nói với bà chuyện xấu gì có thể xảy ra được chứ à, một số người tại tòa đã bật đầu cười ngay sau cái lời khai này <laughs> bà bà đã không đi nhưng mà cái người mà người là môi giới tới mời thì nói cái chuyện gì xấu có thể xảy ra được chứ chuyện gì em sợ đó. đến là ông là một trong những người đến có vì lý do bây giờ người ta mới biết là lúc đó ông Chum là một trong những người có một cái chương trình truyền hình và bà này cũng hy vọng có thể có mặt trên chương trình truyền hình này nếu đó là cái ý nghĩ của những người theo dõi bà thôi sau đó bà mới nói chuyện bà đến đến phòng ông Trump thì như thế nào nè bà nói đến việc đến phòng ông Trump để ăn tối và kể rằng là ông vị cụ tổng thống này mặc bộ bộ đồ ngủ bằng lụa khi mở cửa đón bà nếu bà là cái người mà bị trap mà ông Trung <laughs> ông Trung là người thành thật là người có lịch sự với một người phụ nữ ở tại sân góp như vậy thì mình mời đi ăn mà mình người ta tới mình mở cửa bận bộ đồ lụa thế anh nghĩ cái người đàn ông làm như vậy thì đã có cái ý nghĩ gì rồi thưa anh không cần phải nói ông Trung nói dối ông Trung nói thật nhưng mà cái vấn đề cỡ, cỡ clip cho ông Donald Trump thì chắc có lẽ là mời khách tới dù sao đi nữa cũng ông thấy ông Trung là một người ăn bánh áo quần rất đa mà tại sao mình đến phòng mà mình bộ đồ lụa mà? thì tất nhiên điều đó nó nói lên ý nghĩa gì mà đây là gặp lần đầu tiên nhé cái privacy đầu tiên yeah. bà Daniel cũng kể với tòa rằng là sau khi bà bước ra từ phòng tắm thế tại sao bà này cũng là một trong những người có thể nói ấy, chắc có lẽ cái phòng của bà không có tắm sao đi đến đi ăn tối với người ta mà đến là tắm rồi phải đi vào phòng tắm rồi, wow wow thì thì lúc đó thì thấy trên người ông Trump chỉ còn có quần đùi quần đùi và áo phông mà thôi cái áo thun mà thôi wow wow à, bà kể tiếp rằng họ đã quan hệ tình dục và thừa nhận có sự đồng thuận hai bên đều đồng tình với nhau tuy nhiên bà cho rằng việc gặp gỡ ông Trump đã khiến bà mất phương hướng Ừ. Đó là chuyện xảy ra Chỉ có chừng đó thôi thưa anh Xuân à. Thế ừ. bây giờ cái đội bảo Bảo trưởng Công ừ. Trung không theo như anh nghĩ Có tức giận khi những cái lời khai của bà đưa ra hay không ừ. Tức giận là sao anh Là Khi mà một người mà anh chờ ra để có thể nói rằng là cũng biết cái con người người này là người khách của công tố viên thế nào cũng đưa ra những cái vấn đề làm không tốt cho cái người thân chủ của mình thế khi bà đã có những cái lời lẽ mà đi quá trớn có nhiều cái chuyện như bà nói rằng oh, tờ, bà có hỏi về vấn đề vai trò của bà Melania thì ông có nói rằng Melania tôi không, lâu rồi không có ngủ chung giường nữa rồi thì những cái câu câu sự kiện đó nó có liên hệ gì đâu mà phải đưa ra thì cái cái phải bà, đội ngũ luật sư nó phải có vấn đề tức giận gì chứ thì uh, trước khi thẩm vấn <laughs> với bà Daniel thì các luật sư của ông Trump nhiều lần là phân phản đối kết thẩm vấn từ phía công tố viên phía ông luật sư của Donald Trump cho rằng đây là một cái trap mà của tất cả những người luật sư công tố viên để lợi dụng sử dụng Stormy Daniel để có thể nói bôi bẩn ông Donald Trump nhưng cái vấn đề bệnh này xấu không phải là vấn đề vấn đề chính là vấn đề ông có biết được và cái số tiền ông để trả cái vấn đề này cho vấn đề bịt miệng hay không à thế đấy à, bây giờ thì chúng ta nói thêm một chút xíu nữa là khi mà cuộc đối đầu trở nên căng thẳng hơn là khi bà Nichelle là nhắc lại những cáo buộc bà Daniel dành cho ông Trump đặt câu hỏi về cách nuôi dạy con cái của bà Daniel và ngụ ý rằng bà Daniel đang biệt đặt ra cái hồi ức của mình. À, thế là Thế là phía bà Daniel là bắt đầu bị tất cả các phía luật sư trong đó có bà là đã đưa ra đây là một bà bịa đặt ra câu chuyện mà thôi. Bà bịa ra chuyện này khi ngồi ở đó đúng chữ của bà, đó là đúng chữ bà, bà ngồi đó đi ra mà thôi. Bà đã, lời luật sư đã nói như vậy. Sau phiên tòa thì ông Trung đã nói gì với tất cả những người chung quanh ông nào? Sau phiên tòa ông Trung đã nói với các phóng viên rằng ông nghĩ quá trình tố tụng đang diễn ra tốt đẹp. <laughs> ông nói như vậy. Các thành viên bồi thẩm đoàn đã lắng nghe từng lời nói và cân nhắc giá trị bằng chứng từ bà Daniel. Ông nói như vậy, thật khó để biết 12 thành viên bồi thẩm đoàn New York đã làm gì trong ngày. Họ vẫn giữ cái thái độ bình tĩnh, không biểu lộ cái cảm xúc khi cái tranh cãi qua lại này rửa diễn ra. Và khi phiên tòa ngày 7 tháng 5 tạm ngưng thì thẩm phán Macon đã hai lần nữa đưa ra phương hướng dẫn thông thường của mình xin giữ cái thái độ cởi mở với nhau nhiều hơn. Từ gần đó là những gì xảy ra vào ngày hôm qua. Thế là nào? Ừ. Rồi anh có theo dõi sáng nay không? Mà hôm nay thì tôi chưa theo dõi được anh. Anh cũng biết sáng nay tôi cũng bận rộn rồi lắm. <laughs> Đi về và sáng nay tôi cũng có một cái, cái, đi lấy gặp bác sĩ tại vì có một cái vài giấy tờ thử hàng năm thì cứ đi thử máu lần thì cũng may mắn là sáng nay thì cho thấy rằng là cũng không có bị cao mỡ cao máu gì nhiều cũng đến nội là chống mặt trong mày nhưng mà cái cành cổ nó bây giờ nó quát qua mắt lại cũng hơi đau tại nó cũng hơi cái chiến lược của bên ông Trâm là hủy diệt hai nhân vật ừ. Do vật mà Michael Cohen đó, là ừ. người nói dối phủ nhận cái nhân nhân vật mai cậu hình là nói dối luật sư cung trâm cựu luật sư cung trâm đó. thì những bằng chứng ở tay đã khai thì không đáng tin được đó là hủy diệt thứ nhất cái hủy diệt thứ hai là bà bà uh, dano nói dối đã. nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất đó là những bằng chứng đưa ra và những chứng cứ đưa ra và tòa đứng ở phía nào thì đó là vấn đề chúng ta phiên tòa mới bữa đầu thôi mới 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 ngày ngày đầu mà mấy bên này xuất hiện thôi còn nhiều thứ còn có thể kéo dài cả tuần nữa trong không đâu thì là nói tóm lại là những nhân vật xuất hiện trong những cái chương trình mà xét xử này thì chúng ta thấy đầu tiên Hope Hicks là một trong những người đã đưa ra những cái mà gọi có thể nói là đảo ngược cái sự theo dõi của những người về cái vụ án này. Người ta không thể nghĩ những giọt nước mắt của Hoppix sẽ có thể chảy ra được khi ra đối diện với tất cả những sự việc có cơ hội để bảo vệ thân cái người gọi là chủ của mình, người là mình mang ơn nghĩa nhiều nhiều. Nhưng có một vài cái sự kiện đã không làm đúng theo cái ý của ông Donald Trump và không theo đúng ý của Hoppix. Nhưng cũng phải nghĩ cũng phải cần bảo vệ cho cái cái của mình và chúng ta đến đó đưa tay lên thề rồi chắc quý vị ở Mỹ quý vị biết everything I do I do thì tự nhiên điều đó chúng ta nếu chúng ta nói sai và có bằng chứng mà nếu chúng ta biết được mà cố tình nói dối thì quý vị lie on the oath lie on the oath có nghĩa là nói gian trước cái cụ thể đó thì chắc là quý vị biết là phải 5 năm tù thành bởi thế người ta cũng sợ đến bây giờ là bị mắc phải những cái đó thành khó có thể mà đi ra nói dối lắm là thường uh, yeah đó là một vài vấn đề của cái chuyện mà chúng ta thấy rằng, EFC cái... ngược, không phải EFC ngược mà có F ngay cái, cái vấn đề mà thăm dò bơn qua thì một số đại truyền lớn của Mỹ và, và một số báo chí lớn của Mỹ thăm dò dư luận đó, thì lần đầu tiên cái tháng 10 năm ngoái thì ông Biden mới vượt qua ông Trump. dù còn cách rất mong manh nhưng mà vượt qua khá nhiều cuộc thăm dò thì vượt qua cho thấy rằng cái anh đang nghĩ rằng cái cuộc mà phiên tòa này có ảnh hưởng đến cái kết quả thăm dò đó không anh? À, nếu nói đến cái kết quả thăm dò qua cuộc bầu cử thì tôi chưa dám có ý kiến nhưng mà tôi có ý kiến rằng là tôi cái cảm nhận của tôi là có sự thay đổi về cái tỷ số giữa hai người sau cái cuộc mà những cái bằng Access Hollywood đưa ra một cách công khai cho nhiều người ta biết nhiều và đặc biệt là qua hai cái lần điều trần của Hopkins và ngày hôm qua là Stormy Daniel Thật ừ. thì có cái sự khác biệt à, chắc là quý vị từ có câu trả lời ai nhiều ai ít khác biệt như thế nào thì quý vị để dành thời giờ để quý vị tìm hiểu chút xíu nó hấp dẫn hơn nhưng điều đó không có nghĩa rằng là dầm dừng chơi nghĩa là dậm chân tại chỗ thôi mà có cái sự khác biệt à thì không biết cái cảm nhận của tất cả những người được đi vào cái vòng research này thì họ nghĩ như thế nào. Nhưng mà trên toàn diện thì tôi thấy hình như là ít nhất cũng có trong 10 người thì có 7 người nói rằng là đã có vấn đề quan hệ tình dục giữa hai người. Và ba người thì nói không có quan hệ tình dục. Cái vấn đề quan hệ tình dục không phải là cái cốt lõi của vấn đề. Nhưng cốt lõi của vấn đề ở đây là nếu không có quan hệ tình dục thế tại sao phải đưa tiến? nó ừ. là ra như vậy, nó phải đi đưa tiền là vì sao? Có quan hệ tình dục chứ. vấn đề à, câu đưa... loại, loại đây là nó nó, nó tiếng việc là mang khai hồ sơ tài chính tranh cử. À, nó nó là là mang khai tiền kinh doanh tiền tiền, tiền kinh doanh à làm dụng mà nói dối, à, tất nhiên là mang khai cái tiền kinh doanh ví dụ như mình làm được 10 ngàn nói lại có 2 ngàn thôi không cái đây là mang khai mang khai hồ sơ tài chính của việc tranh cử thì cái thuật là nói tóm lại là man khai cái đã gây lối dối cái đã à, <laughs> mà cho dù nói dối trong trường hợp nào cũng vẫn bị tù à, nhưng mà nói dối trong cái kỳ bầu cử thì lại có thể nhiều người ta để ý nhiều hơn à, đó là đại khái như vậy thôi vì thì bây giờ chính à, trong cái cái hồ sơ kinh doanh của Trump Organization cũng có vấn đề man khai thuế đâu có bầu cử đâu nhưng mà vẫn có hồ sơ man khai thuế và ông Question Beck đã bị tù và phải hợp tác với là bồi thẩm đoán anh thấy chưa và cái vấn đề đó là đã tạo nên trong trung một cái vấn đề trả tiền và cái cơ sở của ông có thể không còn hoạt động ở trên New York nhưng hiện nay ông đạt ở và ở appeal thì ông phải trả tới 175 trăm bảy mươi triệu tiền thế chân đó thế đó là cũng vấn đề man khai thôi ừ cái vấn đề chính ở đây chúng ta nói đến qua cái, 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 cái những cái sự kiện gần đây thì cho thấy rằng lẽ nhiên từ đây đến ngày mùng 5 tháng 11 có nhiều cái vấn đề để diễn ra để chúng ta có cơ hội có thể tín nhiệm người nào. Theo một cái dư luận chung của tất cả những người Mỹ thì cho rằng phần lớn những cái người mà họ thay đổi cái ý kiến của họ đến bây giờ thì chỉ có khoảng chỉ 6% mà thôi. Nó nói 6% những người đó họ thay đổi cái ý kiến bầu cử của họ từ năm nghĩa là năm 2000 họ bầu cho ông A thì có 6% họ thay đổi khi bầu cho, một là không bầu cho ông A hay là không bầu cho ai cả A và B Tại khái là như vậy à, nhưng mà cái số vẫn là cái trụ cột lại những người đã bầu cử cho ai thì nằm yên tại chỗ quỹ cuộc thăm dò cho thấy, thấy nó tới 92% thôi 92% những người bầu cho Joe Biden vẫn là bầu cho Joe Biden 92% bầu cho Donald Trump vẫn bầu cho Donald Trump đó là những cuộc thăm dò cái đó cuộc thăm dò tôi vừa xem hôm qua của đài truyền đài, đài NBC của hãng thông tấn NBC thì yeah. cũng là một trong những cái vấn đề thì đến bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta nói đến cái kết cục như thế nào nhưng ít nhất là chúng ta cũng có một cái nhận định rõ ràng về tất cả những gì trong quá khứ mà làm cho cặp mắt chúng ta đã bị mờ đi không thấy nhiều thì hôm nay có thể nói chưa hẳn là thấy sáng được nhưng ít nhất là thì cũng một vài cái 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 mà nó, nó cái che ở mắt mình mình có thể tháo gỡ thì được Ừ. Anh anh nghĩ rồi bây giờ cái, anh qua cái kinh những cái sự kiện ngày hôm qua anh nghĩ đáng buồn nhất cho là người nào? Tôi thấy tội nghiệp tội nghiệp Melania Trump. Cái người con của Donald Trump, Brandon. Ừ. Brandon sắp sửa tới ngày 15 hay là ngày 19 tới đây là ra trường. Thì ông tránh án là bằng lòng để cho ông Donald Trump đi ra trường. <laughs> Nhưng bố mình đang ở trong cái nơi mà có thể nói người ta hạt xét bố mình mà về cái vấn đề tù tội thì không biết nó kết quả như thế nào nhưng cảm thấy cũng không mấy hài lòng phải không? đứa trẻ nó cũng không cảm thấy thích thú gì nhiều phải không? Ừ. đó là một những cái vấn đề. Còn Melania thì hình như tôi thấy <laughs> hôm nay chỉ là khơi dậy mà thôi. chắc những cái sự kiện này bà đã có khi biết bà biết tất cả những gì về cái vấn đề này rồi ừ. thì, thì chắc có lẽ cũng không đến nỗi làm cho bà bị xúc tích nhiều, bị đau đớn nhiều. nhưng mà lại dĩ nhiên một người đệ nhất phu nhân cái mà Bà là một người ông tài đẹp. người mà, Nhưng mà ở đời là nó vậy thôi. Đâu có ai được hưởng hết tất cả. Đâu có ai mất tất cả và đâu có ai được hưởng tất cả đâu. <laughs> Vâng, đó là chuyện của bà Linh Melania à, bà chuyện Melania phu nhân của cựu tổng thống Donald Trump và bây giờ thì chúng ta không nghe được nghe cái lời bình luận của nhận định của tất cả các phóng viên báo chí, không ai có thể có những cái tin tức vào lúc cái thời điểm mà ông Trump ở tại New York ngồi bên cạnh cách qua không có khoảng tới 5 feet với là Donia uh, Stormy Tommy. Daniel. Yeah. mà người mà Stormy Daniel nói rằng đã có quan hệ tình dục với bà người mà Stormy Daniel đã nói rằng có nói về chuyện đời sống riêng tư của bà với Donald Trump cho Stormy Daniel nghe đó là những cái chuyện gì mà có thể nói hình ảnh của bà Melania ngày hôm qua khi biết được cái này tôi cảm thấy buồn nhiều hơn vui ừ. cái, cái làm, làm vợ ông nhà giàu làm vợ ông lớn cũng khổ hơn nhưng mà người ta vẫn thích làm vợ ông lớn Dù có khổ còn hơn là không có khổ. <laughs> Có một chút huy hoàng còn hơn là ngồi trong bóng tối vậy Đó là chuyện của Stormy Daniel Với là phiên tòa của cựu tổng thống Donald Trump tại New York <laughs> Bây giờ thì chúng ta đi qua một cái vấn đề khác Mà chắc lại chúng ta cũng nên Vì thì giờ không có nhiều Thì chúng ta phải nói đến vấn đề một trong những nhân vật chắc là tôi nói đến chắc thế nào anh cũng biết tại vì thời kỳ đó chắc là anh đã có mặt ở tại Sài Gòn rồi. Có khi nào anh có cơ hội được gặp cái ông bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh thời bây giờ đó là ông Lê Thanh Hải không thưa Tôi chưa thấy hình đấy được nói gặp. Ồ vậy hả? À, thế lúc đó anh ở Sài Gòn mà. Nhưng mà mình được phận có con, con, phận mà con dân thường làm sao gặp được quan tâm. Ồ vậy hả? À? Thì nhưng mà ông đi đến đâu mình cũng cầm cờ đưa tay là oan hồ đã đảo. Đó. Ừ. kêu 3 giờ sáng đi tới mừng ngày miền Nam giải phóng rồi cũng phải đi ra để... Đó. Chứ không đi ra là sao? bây giờ nói nói chuyến chuyện ông Lê Thanh Hải chắc quý vị biết ông Lê Thanh Hải là một người có thể nói hạ cánh an toàn ông Lê Thanh Hải thì chúng ta phải nói đến thủ thiêm Mà không anh? Yeah. À một trong những người nắm biết bao nhiêu quyền lực bao nhiêu ấy và một người cũng có thể nói cái câu hỏi bà có ông có biết gì về tất cả những sự kiện liên quan đến bà trương mỹ lan không thì chắc có lẽ cũng phải biết chứ anh ha Thế đến bây giờ thì các báo một vài báo đảng nha, báo của đảng đó, báo nhân dân của đảng là mấy báo lớn đã nói. À, thì hỏi là, là họ gọi tên ông Lê Thanh Hải là tại sao và có ý nghĩa gì? À, đây chúng ta nói lên báo đảng đưa ra, thì tuy nhiên người ta có hỏi, thế tại sao đưa ra và đưa ra để có ý nghĩa gì? Đây là một trong những sự việc mà cụ bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đó là ông Lê Thanh Hải và những vi phạm trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được nhắc tới trong một cái video trên kênh truyền hình Nhân dân. Thế tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Thế thì có nghĩa rằng đã đến lúc ông Lê Thanh Hải có cảm thấy an toàn chưa? Kênh truyền hình của Nhân dân của bạn của Đảng mà, à, với những cái vi phạm, à, trong vi phạm này của ông Hải đã xảy ra cái này nó đã nhiều năm trước rồi, đâu còn bây giờ nữa đâu? Với những cái vi phạm này thì ông Hải đã bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật với hình thức cách chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh một nhiệm kỳ. Thì những người tứ trụ thì còn không đụng đến thế ông này thành ủy thì anh nhớ một thành ủy của thành phố phía cho Đinh La Thăng hiện nay đang nằm ở chốn lao tù. Mà so với những cái sự việc của Linh La Thăng với ông Nguyễn Thanh Hải này cũng đâu có khác nhau gì nhiều đâu à mà cũng khéo là còn nhiều hơn nữa nếu đứng điều sự này là đứng sự thật thế tại sao à đó là cái vấn đề bây giờ thì chúng ta nói xóa bỏ cái lịch sử công tác là một cái hình thức kỷ luật được áp dụng vào nhiều người Giới à, thời của ông Nguyễn Phú Trọng làm à, làm tổng bí thư nhưng liệu cái thời nói rằng đã đến lúc người ta để ông này quên vào dị bạn hay không vì sau quá nhiều năm Ông này vụ việc là tưởng chừng như là trôi vào quên lãng thì giờ đây ông Lê Thanh Hải đột nhiên bị nhắc tới nhắc tới để làm gì đấy là một điều cần lưu ý vì là đài truyền hình nhân dân là một trong những bộ phận của đưa ra những hình ảnh của báo nhân dân và cơ quan trung ương của đảng cộng sản việt nam kia mà nói xin lỗi anh tờ báo thanh niên báo tuổi trẻ là chỉ có giấy thôi chứ còn chính thống là báo nhân dân là cái tiếng nói của, của, cơ quan trung ương của đảng cộng sản việt nam kia mà nhân dân cơ mà và việc ông Hải là một cuộc quan chức cấp cao của thành phố hồ, hồ Chí Minh bị nhắc tên do những sai phạm từ nhiều năm trước trong cái bối cảnh chiến dịch đốt lọc của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang quyết liệt và điều đáng chú ý. Liệu bên này, phe bên này thắng bên kia, phe bên kia thắng lại có được không hay là không? Đây là vấn đề chúng ta xem xét. Tất cả các khuyết điểm của ông Lê Thanh Hải liên quan đến dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bị xem xét và xét, xét kỹ về cái mặt đảng nhưng từ trước đến nay vẫn có nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm của ông Hải có thể còn lớn hơn nữa và kỷ luật hơn trong nội bộ đảng đã chưa ra đủ với ông. Wow, wow. thế thì bây giờ người ta đặt câu hỏi nếu quý vị xử nghiêm với ông võ văn thưởng, quý vị xử nghiêm với ông uh, vương đình vương đình huệ, thế thì tại sao lại trong cái vấn đề kiểm soát quyền lực ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thế tại sao là đó là những cái điều mà tờ truyền hình nhân dân đã nói về ông Lê Thanh Hải đó, thì lấy ra là làm ví dụ như vậy. Thế thì tại sao những cái sai phạm ông Hải này đã xảy ra uh, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm thì không nghe nói gì hết trơn trời Và wow, chúng ta chờ xem sự kiện này cũng là một trong những vấn đề thôi. Ừ. Đấy. Thế thì bây giờ anh nghĩ rằng cái vấn đề mà gọi là đốt lò này đã đi đến một cái giai đoạn như thế nào liệu có phải là đốt lò ra để đốt để cháy lan qua cái lò khác đang đốt trong thân ừ. <laughs> bây giờ chúng ta thấy cái sự việc này cũng hơi hơi có vẻ hơi mệt đó nha chúng không phải giờ trời đốt lò phải có củi mà củi yeah. ở Việt Nam giờ nó nhiều quá đông đông ra củi dạ yeah. củi thì còn nhiều Ừ. Nhưng mà không biết chúng ta phải dồn cái củi cho cái lò nào ừ. À chứ không phải là họ có củi Quá củi nhiều Có nhiều lò nữa Có nhiều củi Nhưng mà không biết là, là đốt ở đâu trước à, Đó là cũng một vấn đề khó khăn Phải không anh à. Cái vấn đề vấn đề chính đó, Người ta đang băng khoăn là sau ông Trọng Thì tình hình như thế nào Vâng đến bây giờ thì anh nói Sau ông Nguyễn Phú Trọng thì chúng ta phải nói về cái mặt hình thức của Đảng. Thông thường thì chỉ có một người giữ hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư của Đảng, nhưng ông Trọng là một người ngoại lệ và đã được lên tới ba nhiệm kỳ. Và qua cái kỳ bầu cử Đại hội Đảng Trung ương lần thứ uh, Trung ương đoàn của Đảng Cộng sản bầu cử Đại hội Đảng Trung ương lần thứ 13, thì đến năm 2026 sẽ là một cái Đại hội lần thứ 14 cái câu hỏi đặt ra liệu ông Nguyễn Phú Trọng có tồn tại vào cái chức vụ tổng bí thư đảng ở cái nhiệm kỳ tới đây hay không lẽ nhiên cũng chưa ai có một cái câu trả lời thật là tuyệt đối tuy nhiên về cái bình diện mà tất cả nhà phân tích đưa ra thì thứ nhất là chúng ta nhìn nhận về vấn đề sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng về vấn đề tuổi tác của Nguyễn Nguyễn Phú Trọng thì liệu những cái đó nó không có đủ cân bằng cho cái chức vụ của ông có thể đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa là nhiệm kỳ thứ tư khi trong cái điều kiện không có ai có thể tin tưởng để được đặt vào cái chức vụ này. Là, là ấy đâu. Thành ra cái điều này cũng là một trong những vấn đề mà người ta suy nghĩ rất nhiều. Thế thì trả lời lại câu hỏi của anh thì nếu không có ông Nguyễn Phú Trọng thì ai? vì những cái trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng trở thêm một nhiệm kỳ này rất khó khăn thì đến bây giờ hai cái nhân vật mà người ta được nói đến nhiều nhất là ông Trần Phan Minh Giang hay là Trần ta, ông Trần Thanh Giang hả, ông đại Phan tướng Phan, là... Phan, Phan, Phan. Phan Thanh Giang à cũng là một trong những nhân vật hiện nay đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng à, Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Nhân dân và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nghe nói đến rất nhiều một trong những người có nhiều cái quyền hành và có nhiều người đi tiên phong trong vấn đề mà có thể đưa tất cả những cái vụ bê bối ra ánh sáng đối với tất cả những quan chức cao cấp đó là ông đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng mà nếu ông Bộ trưởng Bộ Tô Tô Lâm và bây giờ cái tuổi của ông đã ngoài 65 liệu đến kỳ đại hội lần thứ 14 này thì ông là quá cái tuổi ông phải trở thành một trong những thành viên của tứ trụ thì mới có thể hy vọng để đưa ra cái vấn đề xem xét cái tuổi tác của ông. Chứ nếu ông không nắm vụ cái chức là là, là, là tứ trụ thì chắc lại cái vấn đề này cũng là một vấn đề ngoại lệ. thì lại nhiên cái gì cũng có thể xảy ra. tuy nhiên chúng tôi nói hiện nay bây giờ thì đó là ngoại lệ. sở dĩ ông Nguyễn Phú Trọng được ngoại lệ được mà chấp thuận cho cái vấn đề gia hạn tuổi tác vì ông vẫn là một thành viên của tứ trụ. Thì đó thì câu trả lời đến bây giờ thì có một nhân vật nữa là bà Trương Thị Mai. Bà này là một trong những người thuộc thành viên của Bộ Chính trị. À, và hiện nay thì bà là một người phục vụ trong ban bí thư, ban tổ chức của Trung ương Đảng. Khi chúng ta đã đưa hết ra tất cả những nhân vật như vậy thì bây giờ chúng ta hiện nay chỉ còn có một nhân vật duy nhất là có thể tồn tại lại ở cái kỳ đại hội thứ 14 đó là ông Phạm Minh Chính. Nhưng mà trong cái tình trạng bây giờ thì chắc anh cũng biết trong quá khứ ông Phạm Minh Chính cũng là một trong những người đã từng làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, cũng có những cái sự quen thuộc và báo chí nói với bà gì bài thanh nhàn gì đó của cái công ty giám đốc AIC mà hiện nay thì bà không còn ở lại Việt Nam nữa cũng là một trong những sự kiện nếu cái lò mà nó cứ đốt thường xuyên thì chắc lại cũng một lúc nào đó cũng có một cái cơ hội cũng ông Phạm Minh Minh này cũng ông Phạm Minh Chính này cũng là, là một trong những người cũng có thể gặp khó khăn không ai biết được thế cái vấn đề gọi là cái cơn khủng hoảng nhân sự là một trong những cái vấn đề mà có thể chúng ta nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai đến... Bây giờ khó có thể có đưa ra cho dù đó là những cái suy tính, suy nghĩ của những ai quan tâm đến tình hình chính trị Việt Nam. Cho những người có thể nói chuyên gia từ bên Anh, từ bên Úc thì họ nói chỉ là dựa vào những cái chi tiết mà chúng ta thấy. Chứ chúng ta chưa bao giờ ngồi kề cận những người đó ngồi kề cận để nghe ông Nguyễn Phú Trọng nói, để nghe ông Tô Lâm nói, để nghe ông Phạm Minh Chính nói, hoặc là để nghe bà Trương Thị Mai nói thì chúng ta chưa thấy. Và chúng ta chỉ thấy rằng những nhân vật có thể nói khó có ai nghĩ không thật thật với anh không một người nào mà có thể nghĩ là ông Vương đình Huệ vừa mới đi tàu về gặp ông uh, tập Cầm bình mà lại đi về là vì là, là bị loại khỏi cái 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 chức đó anh có cái nào anh nghĩ như vậy không thưa anh Xuân đào Tại vì tàu 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 vì nó nó tàu toán nội bộ kinh quá. Mọi người đều có thể rơi vào cái 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 cái, cái cụ thanh toán thì tự nhiên từ từ cái sự việc ông Vương đình huệ thì chúng ta có thể nói bất cứ ai cũng có thể bị trở thành như Vương đình huệ thưa anh có đúng không đúng rồi à yeah. tại cái vấn đề bây giờ thì chúng ta thấy nói vấn đề tham nhũng với tất cả các tập đoàn thì chắc lại mình cái sự việc này nó đã có từ lâu rồi phải tại sao lúc này mới đưa ra thì nếu cái người mà bị thanh trừng là những người làm công việc điều tra này bị thanh trừng trước tiên bà dụ bà trương bà trương mỹ lan thì có thể nói nó dần như rồi ngày vậy biến đi nó cao lên bao nhiêu nhà băng tiền bao nhiêu mà mà không biết được thì nói chuyện nó đâu mà dễ dở như vậy bên có hệ thống ngân hàng cái đó đến lúc người ta nghĩ rằng là họ không muốn đưa ra thôi và cái thời điểm chưa đưa ra chứ còn nói thật đưa ra lúc nào cũng có được hết chiều nay muốn đưa ra cũng được nữa thưa anh uh, Sudan. Yeah. vâng đó là vài câu việc là công việc hôm nay thì uh, chúng ta cũng nói nhiều nhiều chút xíu và đến bây giờ thì cũng là đã đến lúc và uh, 12 giờ rồi tại vì hôm nay thì cũng lại có mà ở đây thì bây giờ có một cái vấn đề này nữa cái này trước khi chúng ta tay chúng ta nói chuyện này chút xíu. Là chắc anh cũng biết rằng là hôm 30 tháng 4 vừa qua hội đồng giám sát của thành phố Los Angeles đã nói đến vấn đề họ bầu chọn cho bà Jane Fonda, năm nay đã 86 tuổi là một trong những người đã có công khai phá bảo vệ môi trường, bảo vệ khí hậu thời tiết. Nhưng oái âm thay cái sự việc chọn nhầm đúng không đúng ngày vì cái ngày đó là một cái ngày đau buồn của biết bao nhiêu trên hàng triệu người Mỹ người có việc chúng ta đang sống ở tại Hoa Kỳ thì cái điều này nó cũng một lần nữa nó nhậm chân lên cái sự đau cái vết thương của những cái người mà đã ra đi rồi khỏi Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 75 và dấy lên một cái phong trào tất cả những vị cao cấp tất cả những người đại diện ông nào cũng đưa hết ông chủ tịch cộng đồng để biết tại sao thì liệu những cái phản ảnh đó nó có mang dấu tích cực hay không và có ảnh hưởng gì à, đến cái sự thay đổi của cái hội đồng giám sát quận LA hay không Thay vì chúng ta gom lại một nơi cùng chung một cái quan điểm, cùng chung một cái lý tưởng, làm một cái tờ thông báo để tất cả mọi người đều ký, khắp toàn quốc đều ký, thì có tới con số lên các triệu người. Thì lúc đó, cái hội đồng giám sát của Los Angeles có thể nói họ còn của quần hạt Los Angeles, họ nghiên cứu và họ thay đổi. Còn đây, Nguyễn Quốc Lân thì mấy mạng, Bùi Phát thì bao nhiêu người, rồi thành phố Westminster thì bao nhiêu người. Thế tại sao chúng ta không có cái điều kiện để làm chung với nhau vậy thưa anh Xuân uh, Nam ha anh có rất nhiều kinh nghiệm về cộng đồng đó. thế tại sao như vậy anh đấu được có tranh ừ ồ bài ga lại có cái vụ tranh <laughs> đấu đấu tranh mà nó chia, chia tự ra đấu và tranh thì I tranh để đấu nó nói, nói, chung là mình cái cái đó là một cái trở thành một cái mentality một cái nếp nghĩ người Việt anh khó khó đổi và yeah, wow. điều đó không khó, khó nhưng mà đã đến lúc qua bao nhiêu thế hệ thăng trầm, bao nhiêu cái chuyện thì là mình... sẽ đổi khi rồi thế hệ nhỏ nó được giáo dục bên mỹ nó lên thôi, thế hệ lớn của mình vẫn còn khó đổi đúng Khó đổi nhưng mà đến lúc chúng ta phải đổi chứ anh, à, thì chúng ta cứ dựa vào nói khó đổi để rồi chúng ta đi vào cái con đường mà khó khăn cho mình thì sao được? được. phải đến lúc chúng ta phải nghĩ cái thực tế rõ ràng, ai cũng đồng ý với cái điểm này. Ai cũng cùng chung một cái quan điểm này. Thế tại sao chúng ta không có thể xóa bỏ tất cả những... Ok, các chuyện khác. Nhưng mà hôm nay tất cả mọi người cùng một cái tờ giấy thôi. Đó, cùng một cái kiến nghị lên cho thành phố ở cho hội đồng giám sát của quận Los Angeles thôi. Đó, bao nhiêu người khắp nơi, không phải riêng giữa tại Hoa Kỳ, ngay cả tại Australia, ngay cả tại Đức à. Ồ, oh, chúng tôi vừa mới biết là ông Biden vừa mới nói ông ông Donald Trump một câu he not build any damn thing bên <laughs> bây giờ thì mấy ông này bây giờ cũng xài chữ lớn không là không còn xài chữ nhỏ nữa rồi <laughs> okay. ông chỉ trích Donald Trump nói là he is not build any damn thing <laughs> vâng cảm ơn anh Xuân uh, Nam thì bây giờ chúng ta cũng chưa có câu trả lời đó thì chúng ta thấy hay là chị muốn nói vậy thôi chứ còn cái cái kết quả không cần thiết hay là sao thì cũng có thể nhiều khi họ nghĩ cần chỉ cần có tiếng nói là được rồi chứ không cần có cái kết quả cụ thể <laughs> 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 họ nói tôi nghĩ cái đó cũng có, có lý do không nói à. thì sợ bị nghĩ này nghĩ nọ à. xong chuyện rồi thôi không phải cái cậu đó anh nói xong vậy là thôi thì tôi nghĩ đó là cái cái đó là một cái căn bệnh có thể nói là truyền thống rất là nguy hiểm tại không làm thì thôi làm thì phải làm đến nơi đến chốn chứ còn nếu làm như vậy thì, thì giống như bây giờ hôm vừa rồi ông Nguyễn Tiến Hưng cũng đã nói lên đủ thứ chuyện Kissinger xin cũng đủ thứ chuyện hết bây giờ nói để làm gì <laughs> mà không biết ông Kissinger ông có trả lời bên kia thế giới ông trả lời lại không Thế tại sao lúc sống ở đây sống tới chứ bằng, bằng mọi giá phải gặp ông chứ bằng được. Nó nói để bán, để bán sách thôi với mình <laughs> Sách đó thì mua bao nhiêu ai mà mua bán sách anh. <laughs> thôi ừ. thì cũng mình phải tôn trọng cái cá nhân của mọi người thế thôi. <laughs> ok, bây okay. giờ thì dạ yeah. anh có gì chia sẻ nữa không thưa anh Xuân Nam? Rất là sorry sáng nay hơi bị mệt đó. cho nên Dạ yeah, như... thì đúng rồi tôi cũng nói thật tình cũng hơi ấy mấy hôm lại cũng hơi bị phải làm nhiều thành ra ok thì bây giờ thì chúng ta có thể nói lời chia tay với khán thính giả và hy vọng sẽ gặp gỡ nhau ngày mai cùng vào cái thời điểm này xin cảm ơn anh trọng và cảm ơn tất cả quý vị và xin gặp lại quý vị trong lần tới